Kính thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có hai người mẹ. Người mẹ sanh ra mình, bà ấy chỉ nuôi mình có 20 năm. Sau đó mình lên xe hoa về nhà vợ, cái người mẹ thứ hai này mới nuôi mình 50 năm sau. Người mẹ này trẻ hơn người mẹ trước. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ngày hôm nay, nghệ sĩ Duy Phong có hai người mẹ. Người Việt Nam mình có câu công sanh không bằng công dưỡng. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị bài hát Hai Người Mẹ do hai nghệ sĩ Duy Phong và Thu Thương. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để tiếp đón Duy Phong và Thu Thương. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Ông về rồi mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi hả mẹ? Mẹ, thưa mẹ con mới về. Con về mẹ mừng quá. Mẹ ơi, mẹ khỏe không hả mẹ? Con nhớ mẹ quá à. Mẹ ơi, hôm nay con dành cho mẹ một sự bất ngờ. Mẹ ơi, hôm nay trước là con về thăm mẹ, sau con sẽ tặng cho mẹ một món quà. Cha mẹ cho các
đời. Yeah, okay.